Xin chào các bạn, thì tôi là Lương Nghi Triệu Quang, tôi đến từ chân núi Ba Vì. Thì hôm nay thì tôi chia sẻ cho các bạn về cái vị thuốc này. Đây là cái vị thuốc hoàng đằng các bạn nhé, hoàng đằng mà tôi gọi thì gọi là hoàng đắng. Thì cái cây này nó tính hàn các bạn nhé, tính hàn, rất là đắng. Tất cả các loại kháng sinh, đây là một cái dạng cây mà cây gọi là kháng sinh cực cao. Nó chữa trị, nó tác dụng của nó thì tức là dùng cả ngoài da vào cả và bên trong, chữa lành vết thương rất là tốt. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng nhiều ấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến tỳ vị nhé các bạn nhé, nó ảnh hưởng, nó suy kiệt cái tỳ vị của mình thì nó sẽ yếu đi cái tỳ vị. Tỳ vị rất là quan trọng, nên là chúng ta dùng cái liều lượng thì của nó là dùng rất ít thôi. Ví dụ như là nếu mà uống ấy, thì chúng ta cho khoảng 0,2 gram thôi thì ok, nhưng mà không nên uống lâu dài các bạn nhé. Chúng ta uống quá khoảng độ 6 tháng thì không thể duy trì uống như thế được. Đây các bạn nhìn, đây là cái hoàng đằng như này. Đó. Thế thì cái vị cây này thì nó xuất xứ và nó mọc ấy, là nó mọc ở tất cả những cái triền đồi, nhưng mà nó mọc ở những cái đất nhé các bạn nhé, chủ yếu là đất đất ấy mềm, mà nó mọc ở trên núi, ở trên núi Ba Vì rất là nhiều. Thế thì cái cách để mà chúng ta hái về sau đó thì nó hẳn hẳn cả một cây, hẳn hẳn cả một bụi các bạn ạ, nó là cả một bụi cây. Thì nó sẽ mình sẽ lấy rễ, đây là rễ của nó nha các bạn nhé, đây là rễ của nó, nên là cho nên là rễ của nó này nó rất là vàng. Chúng ta chỉ dùng rễ, dùng phần rễ thôi, chứ còn cái phần thân của nó, dây ấy, thì chúng ta không nên dùng. Nếu mà có dùng thì chúng ta có thể là dùng để đun nước tắm, cho ghẻ này, ngứa này đó, thì chúng ta có thể là chúng ta lấy đó. Chúng ta hái về thì nó là dạng cây, thì chúng ta hái về xong rồi chúng ta cạo sạch đi, chúng ta cạo sạch, sau đó thì chúng ta thái ra đó, thái ra thì chúng ta một là chúng ta phơi, hay là chúng ta cho vào chúng ta sấy. Tôi thì tôi sấy, thì cái này thì sấy cũng được, mà chúng ta phơi ngoài trời cũng được, vì cái này nó không có tinh dầu. Tinh dầu thì nó, nếu mà tinh dầu thì chúng ta nên sấy thì kiểm soát được cái nhiệt độ đó. Rồi thì đấy, nếu mà như các bạn nào mà vì cái vị này thì nó chữa về sát trùng và sát khuẩn cả bên ngoài cả bên trong, chúng ta tắm và chúng ta uống cả bên trong cũng được. Cái này nó trị viêm loét dạ dày nhé các bạn nhé, trị viêm loét và nó trị, nó làm lành vết thương ở bên trong rất là tốt. Đó, ok các bạn, nếu như các bạn nào mà cần thêm thông tin về cái sản phẩm này thì các bạn có thể là gọi điện cho tôi, hoặc là các bạn comment để tôi biết được cái nhu cầu của các bạn là cần tôi thêm tư vấn gì nhé các bạn nhé. Rồi, xin chào, hẹn gặp các bạn những video tiếp theo.